Đâu sẵn đây con đọc cho chú nghe, cho cô chú chị khán giả nghe luôn. Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm đại ra ni, Nam mô Hắc ra đắc na đa ra dạ gia, Nam mô A di đà Bà Đô Đức Đế. Ước bát ra gia Bồ đề đắc đỏ bà gia, Ma ha đắc đỏ bà gia, Ma ha ca ro ni ga gia án tắc bà nga Phật chỉ thế đất na đất tỏ. Nam mô Tất Kiết Lực Đỏ Y Mông Ma Rị Gia Bà Đô Đức Đế. Bà đã chết rồi giờ còn có mình. Giờ sao mất cái bà sắp? Thì một thằng nó đi chở củi mướn hồi năm 2016, nó chở củi mướn cho người ta, rồi người ta chở chất đầy quá rồi nó ngồi ở chiếc mũi người ta đặt máy để giật cái chớn nó giọt tới cho nó cắm đầu xong. Dạ. Thì không ai vớt hết trơn á, vậy gì nó không biết là nó chết nữa. Hai có 16 tới 18 có ba, có 2 năm mà ba đứa. 2 năm chết ba người con. Gửi lời cảm ơn cô ở bên Pháp, cô ở bên Mỹ quên tên mấy thầy đâu quên này. Dạ. Tôi gửi lời cảm ơn các cô đã giúp đỡ cho tôi, hoàn cảnh của tôi nghèo khổ bệnh tật. Tôi nó không có sống qua khỏi năm nay đâu. Tôi nói tôi chết rồi chết. Việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục quán trách ai? Đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu, gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước sẽ tin bố thí với trì trai. Em nông dân miền Tây Vlog chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay 3 giờ chiều cô chú anh chị, thì trên đường đi thì nông dân vô tình phát hiện một cái hoàn cảnh của một cụ già. Thì hôm nay nông dân cũng sẽ ghé vô để trò chuyện với cụ, coi xem cụ có cần sự giúp đỡ gì hay không. Thì ở đây trước mặt nông dân là nhà của bà cụ. Thì nông dân biết là bà cụ ở một mình rồi cô chú anh chị. Đây nông dân quay cho cô chú anh chị xem ha. Trước mặt đó là cái nhà của bà cụ. Thì cô chú anh chị cũng thông cảm do ở đây người ta cũng sáng cạp á. Người ta cũng đang múc đất dưới bến. Cho nên nó hơi ồn, cô chú anh chị cũng thông cảm. Đây là nhà của bà cụ, đây là bà Sáu nha cô chú anh chị. Thì đây nông dân mời cô chú anh chị vào phía bên trong để xem coi hoàn cảnh của bà Sáu như thế nào. Đây là mời cô chú anh chị nha. Phía trước nhà của bà Sáu đâu cô chú anh chị. Nhà số rất là đẹp. Nhà đại đoàn kết, bao số 2. Đây nông dân vào bên trong. Dạ con chào bà Sáu nha. Dạ. Dạ. Thì bà Sáu năm nay nhiêu tuổi rồi bà Sáu? Dạ 78 rồi cậu. Dạ 78. Dạ. Dạ thì hoàn cảnh mình con thấy nè, ở đây bà Sáu là ngủ đây mà nhà thì không có ai khác ngoài hai bà cháu. Có thằng cháu ở nhà nó thằng kia rồi mà nó cha mẹ nó nghèo khổ mà cho nó lại đây nó ngủ ở đây với tôi. Dạ. Băng đêm rồi nó ngủ với tôi, giờ sáng thì nó đi về đẳng vậy nè. Dạ. À, thật sự thì hồi nãy cũng có cái duyên con ghé ở ở Mỹ Bà. Dạ. Thì con gặp bé đây, con dạ. Tên gì? Con tên Bi. Con tên Bi ha. À, nãy chú gặp con ở miếu, chú cũng thấy con bái lại cúng lại rất là nhiều. À, như vậy thì con đi miếu là con cầu như thế nào? Cầu cho bà nội con hết bệnh, là đi vòng vòng chỗ đó là cũng cúng giấy cầu cho bà nội hết bệnh thôi. Mình có giấy gì cho bản thân mình không? Tại sao ai chỉ con cái cách đi cầu đi ra cúng giấy như vậy? Không ai chỉ cho mà đi bà nội thôi. Nghĩa là mình thương bà là mình đi cúng giấy gì cầu xin. Mà con đi miếu đó người ta thờ nhiều vậy đó, con biết vị nào không? Biết. Thường là bên đây mình theo đạo gì hả bà Sáu? Tôi thờ tôi không biết làm gì mà đi hồi lúc còn mạnh giỏi. Thấy thờ Phật nhiều là chắc mình bên đạo Phật rồi, không đạo phải Phật. Là bên Hòa Hảo rồi. Không phải Bông Sơn Kỳ Hương luôn, đây đạo Phật. Hồi lúc mà còn mạnh giỏi thì đi quy y chùa ở trên Tân Hiệp á. Dạ. Rồi bà ghét ở dưới này nè, bà dẫn đi. Dạ. Rồi quy y rồi hồi năm 2010 rồi tới giờ đó. Rồi giờ bệnh vậy đó rồi. Trèo leo gì không được rồi nó thắp nhang cúng lại không. Bây giờ ở chung với bà nội rồi bà nội thắp nhang cúng lại biết rồi thành quen nha.
Nó hồi nó 3 tuổi là nó rồi đi chùa không à. Vậy là mình Bi thì cũng có cái tâm đạo rồi. Dạ. Tại vì hồi nãy con ấn tượng khi gặp ở miếu á, không biết bà là thấy Bi là còn nhỏ mà cầm một bó nhang rồi đi am nào cũng lại, tượng nào cũng sáng. Nó ham đi chùa đi miếu lắm. Dạ. Dạ. Lúc nãy thì con cũng không có tiện quay, tại vì mình cũng không biết là con nhà ai, mình tự nhiên mình quay thì người ta lỡ người ta không cho thì thành ra cũng không phải với người ta. Dạ. Nên khi xong hết rồi con mới tìm hiểu là biết Bi là ở với bà nội. Dạ. Nhưng mà con hay cúng lại gì đó, con có thuộc bài kinh nào không? Dạ, có khi thuộc khi không. Khi thuộc khi không hả? Tại sẵn đây nói chuyện với Bi trước này cô chú chị. Dạ. Rồi chút xíu là nói chuyện hỏi thăm bà Sáu sau. Vậy là con thuộc được cái đoạn nào trong bài kinh? Kinh chú Đại Bi hay là một đoạn là kinh chú Đại Bi rồi. Rồi đâu sẵn đây con đọc cho chú nghe, cho cô chú chị khán giả nghe luôn. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đại La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na La Ra Dạ Gia. Nam mô A Di Đà Bà Lô Đế. Ước Bát Ra Gia Bồ Đề Tắc Đỏ Bà Gia. Ma Ha Đắc Đỏ Bà Gia. Ma Ha Ca Rô Ni Ga Gia Án Tắc Bà Nga Phật Chỉ Thứ Đắc Na Đắc Cỏ. Nam mô Tất Kiết Lực Đỏ Y Mông Ma Di Đà Bà Lô Đế. Bà Nga Phật Chỉ. Anh ơi, mình thủ nhiều rồi, nhiều thôi. Không phải là người trong đạo nhưng mà được như vậy là cũng là một cái căn duyên, nói chung là cũng ảnh hưởng từ của bà nội. Rồi chúc cảm ơn con nha. Thì trong thời gian tới thì cũng gắng cố gắng cầu nguyện cho bà nội như vậy, cho bà nội mạnh lành hơn, có nhiều sức khỏe hơn. Dạ con xin phép được thưa chuyện với bà Sáu chút xíu. Dạ. Ở đây là bà Sáu ở với ai á bà Sáu? Có mình à con. Dạ đó giờ hai mình hai thằng đó đã chết rồi, giờ còn có mình. Dạ, sao mất rồi bà Sáu? Thì một thằng nó đi chở củi mướn, thằng năm nay 2016 nó chở củi mướn cho người ta rồi. Người ta chở chất đầy quá rồi nó ngồi ở chiếc mũi, người ta đặt máy, để giật cái chớn nó giọt tới, cái nó cắm đầu xong. Dạ. Thì không ai vớt hết trơn, vậy gì nó không biết lội. Vậy là cái người đó là không biết bơi nên mới... Nó không biết bơi. Dạ. Rồi cái còn hai cái thằng năm 2016 là mất ngày 18 tháng 5 đó. Rồi qua năm 2018 thì cái thằng Út nó đi ra biển trong Tết nó về, rồi qua mùng 3 Tết nó chạy đi xuống dưới Thành Lộc, nó rước bạn, nó chạy té, nó đuổi vô bờ, rồi vô cây mít dội ra, nó bật lửa, nó dở sọ, nó chết. Vậy là hai người? Hai người. Rồi một thằng thứ hai thì cuối năm 2018 vào tháng 9 cái thằng thứ hai ở đằng kia ở gần cũng hay tới rồi, nó đau rồi nó đi làm trên Đồng Nai rồi bị quá chất quá. Ừ, dạ. Nó xài quá chất rồi nó bị động kinh rồi nó chết nữa. Hai có 16 tới 18 có ba, có 2 năm mà ba đứa. 2 năm chết ba người con. Ba người con rồi hai thằng này là nhờ cậy được hết trơn mà rốt cuộc rồi. Hai người này là không có gia đình hả? Không có gia đình. Dạ. Rồi, cũng tội thêm giờ. Bây giờ hiện giờ là bà Sáu còn mấy người con? Còn thằng cha thằng này với mẹ với nhỏ thứ ba bên đây nè, cũng nhiều khổ mừng lắm. Là còn một người thứ ba với một người thứ tư. À, dạ. Cha thằng này tội nghiệp lắm, đi mặn tốt nhà ai mướn mặn gì cũng mặn hết trơn. Không ở đây mình mướn không à cậu ơi, chứ không có mừng, không có ruộng nương gì hết. Dạ. Cũng một cái sự đau buồn hôm nay cũng xin chia sẻ với bà Sáu là do một cái duyên số ngắn ngủi gì đó nên hai người kia ba người mới ra đi thôi, chứ mình cũng không biết sao nói số mạng con người. Dạ. Hiện giờ thì như Bi là cháu nội, cháu ngoại hả cháu nội? Cháu nội. À, cháu nội ở đây chăm sóc bà nội, xong rồi ngủ ở đây rồi sáng về đi học. Dạ, dạ. Nghỉ luôn. Hỏi sao nghỉ con nhiêu tuổi rồi nghỉ học? Dạ con 14 tuổi. 14 tuổi mà có chút xíu đi cô chú anh chị. Dạ. Nãy giờ nông dân cứ nghĩ là khoảng 10-12 tuổi. Dạ, nó 14 tuổi nha. Mà nó ở đẳng, nó mần tối ngày với cha mẹ, nó giữ cháu đồ giùm. Rồi chiều tối nó mới lại lần này với tôi, có bữa nay nó đi miễu nè. Nó đi miễu rồi nó về ở đây, nó nói bà nội ơi, con gặp cái chú bơ gì đó, nó nói gặp. Dạ. chú nói để chú ghé thăm. Dạ, hồi nãy cũng có duyên thì gặp cháu thì thấy cháu cúng lại.
thì ấn tượng cái chỗ đó nên con ngại, lúc đó con không quay cái đoạn đó. Dạ. Sợ thì không biết đi chung với cha mẹ, sợ mình quay người ta không có hài lòng. Dạ. Thì sau khi cúng cúng lại xong thì mới hỏi Bi, thì Bi mới nói là ở với bà nội. Dạ. Thì Bi nói vậy thì con biết là Bi đang chăm sóc bà nội mà cũng bệnh như vậy đó. Dạ. Hôm nay con tới đây thì thường là bà Sáu bệnh hay sao mà con thấy là thuốc men đồ trời ơi rồi. Cậu ơi, biết bao nhiêu thuốc mà nói cậu, lúc nào lãnh trạm xá lúc nào thì mua, cậu ơi biết bao nhiêu, con ai cho tiền tôi cũng mua thuốc không cho tôi không có ăn. Sao bệnh sao bà Sáu? Bệnh lao phổi là uống thuốc ở nhà nước cấp cho, bệnh viện cấp cho tôi là uống 6 tháng rồi đó cậu, còn mấy ngày nữa là uống 6 tháng nè. Người ta nói là uống 6 tháng là hết rồi, là nghỉ uống nè đó. Dạ. Còn mấy ngày nữa là uống 6 tháng rồi. Rồi bệnh sáng chó, rồi bệnh cái gì hở quanh tim, hở quanh tim ba lá. Vậy là bà Sáu cũng rất là nhiều bệnh. Ở đây con thấy là có cái bộ đồ đạo nè, là bà Sáu là lúc còn đọc kinh thì tôi mặc, tôi đọc kinh đâu mà cậu. Dạ. Bây giờ rồi bệnh Suna, thần kinh Suna nữa, vậy là một nửa cái đầu với nửa cái mặt này. Bà Sáu có đi đứng gì được không, hả, là chỉ như nằm đây là bò khum lết lết vậy đó, đi vô đi ra vậy. Rồi ăn uống làm sao bà Sáu? Ăn uống nhỏ bên đây nó nấu cơm đem qua cho ăn, với đồ ăn nó cho ăn vậy. Bữa ăn như có 2 muỗng cơm mà cậu ơi. Dạ. Yeah. Mới ăn cơm được mấy ngày nay chứ lúc hổm không có ăn uống gì hết. Thì hai cái hai người con mà nhờ được thì mất rồi. Được mà mất hết trơn cậu ơi. Cái thằng mà nó mất ngày 18 tháng 5, cái thằng đó ai cũng ở xóm ai cũng nói cái thằng đó là nó không có tội đó. Dạ. Nhưng mà nó là ai cũng nói nó mất, nó theo Phật chứ. Như vậy thì hai người đó đều không có vợ, nhưng mà do cái số mạng. Dạ. Giờ cũng biết sao, giờ thì bà Sáu giờ ở đây một mình, giờ ở với cháu nội. Yeah. Cháu nội cũng tới lui chăm sóc, nhưng mà thấy cháu nội cũng biết thương bà nội. Yeah. Đi miếu đi chùa rồi cũng cúng lại thì, chiều tối thì nó đem rồi một lần tôi chưa có bệnh tôi đọc kinh tối thì đêm nào tôi cũng đọc kinh vậy đó. Rồi hai bà cháu đọc. Dạ. Rồi bây giờ thì tôi không có đọc nổi rồi, nó đọc. Dạ. Tối nó đọc rồi nó cúng nước cúng đồ bông hoa này cho nó chăm sóc dữ lắm. Nó tối thì nó đọc, có khi nó đọc kinh sám hối, rồi có khi nó đọc kinh cả dược sư rồi nó còn ăn cho tôi. Dạ. Nhưng mà được đứa cháu gì thì cũng có phước có phần. Vậy chứ ít có ai được vậy lắm. Dạ. Thấy nhỏ nhỏ giờ cũng đâu có chịu đi chùa để chuyện gì. Dạ. Đâu đi chùa, có đi thì cũng đi với cha với mẹ. Dạ. Nhưng mà Bi thì nói chung là cũng có tâm đạo. Rồi. Lại nó nói bà nội ơi, con đi miễu, con xin lọc ở với miễu cho bà nội ăn. Dạ. Tội nghiệp nó lắm. Rồi tôi nói con đi, mày đi với ai? Nó nói con đi xe đạp, con đi mình lên con. Mà bữa nay hình nó nói nào vậy, nó cũng đi. Bữa nay đi là không biết đường đi, nó hỏi thăm người ta. Dạ. Ai vậy? Vậy cái nhà này là đất của mình, nhà của mình hay là sao bà Sáu? Dạ, đất ở đậu của con mà, nó cho ở gì hoài vậy đó mà. Ừ, cũng không có sao nha. Dạ, cái nhà hồi một lần, nhà lá lò dột nát hết trơn rồi. Người ta chỉ tôi, ta kêu tôi viết đơn gửi lên chùa Giác Huệ, thành phố Hồ Chí Minh á. Ông dạ. Sư ổng được lắm. Cái tôi viết, tôi gửi lên ông sư ổng xuống. Gửi lên có nửa tháng này ổng xuống ổng cho đó. Ông cho 35 triệu. À, tôi mệt nói chuyện hồi mệt quá. Con vậy bà Sáu nằm nói đi không sao không? Dạ được rồi cậu. Rồi cái ông cho 35 triệu cất cái nhà. Mà cái ông thầu ông cất cho giờ nó dột tùm lum hết trơn vậy đó cậu ơi. Rồi
Hồi lúc tôi chưa có, tôi đã chưa bệnh đợt sau thì tôi mua cái xu rồi tôi mượn mấy cái nhỏ nó treo nó cột rồi. Dạ, ôi nói chuyện mà bà Sáu mệt quá thì con cũng không dám hỏi nhiều. À, tại vì con tính hỏi thêm á là nếu mà về tâm linh đó thì hai người con của bà Sáu mất thì khi nào nói giống như cái kiểu như là mà oan ức quá đó, có khi nào bà Sáu gặp không rồi? Cũng nằm bao nằm mơ cũng thấy cái hoài à, cậu. Dạ. Cái thằng mất rồi năm 2016 cũng thấy nó. Mình thấy nó không có buồn cái gì chứ, nó cười không à. Dạ. Còn cái thằng đi ra biển về mất nữa đó là cũng lâu lâu rồi gặp nó vậy mà nó cũng ít có nói chuyện lắm. Dạ. Dạ. Không có nói chuyện. Có con, nhưng mà chẳng may hai người con đó ra đi sớm. Ừ. Nói chung là cũng buồn, cũng tủi. Nhưng buồn làm cha làm mẹ lắm, mà. Cậu ơi. Bây giờ thì sống ở đây một mình. Với có ở gần có người con gái thứ ba thì cũng cơm nước rồi chút đỉnh. Nói chung là cái người thứ ba đó là nấu cơm đem lại cho bà Sáu ăn. Nấu cơm đem cho tôi ăn. Hồi lần thì tôi nấu được. Bây giờ tôi bò không làm sao tôi nấu. Dạ. Tôi cũng có nồi cơm điện rồi vậy mà tôi bây giờ tôi bò vậy đó. Đi thì không đi thì nó lủi tới vậy không cậu? Dạ. Nó lủi nó muốn cắm đầu không. Cái nước nó cũng nấu đem qua cho tôi tắm. Nấu nước tôi uống rồi nước tắm rồi nó nấu sẵn cho tôi. Thì giờ có Bi là cháu nội ở đây thì cũng chăm sóc đỡ đần cũng như hữu hỷ buồn vui thì cũng có mặt Bi thì nó đỡ buồn chút xíu. Dạ. Yeah. Nó hồi năm 2017 2019 chứ. Năm 2019 cái cậu trong mắt luôn này nó bị thần kinh ấy đó bây giờ nó sốn hoài vậy đó cậu ơi. Dạ, nó sốn mà bởi là con thấy nãy giờ bà Sáu dạ. Nheo nheo mắt nè. Nó sốn mà nó chảy nước mắt hoài hả? Dạ. Cái cậu là Hưng An Giang cậu biết mà. Dạ. Ừ lại đây cho tôi được mấy triệu thầy bị gì tôi thờ con tôi cái bàn này nè. Cái bàn đó đó. Rồi cái gì cho tôi mấy triệu biểu tôi mua cái tủ rồi con tôi nó đi mua cái tủ đó nó thờ hai nhỏ. Dạ, nói chung thì thôi số phận mình nó vậy. Thì hôm nay thì con tìm hiểu được nhà bà Sáu. Dạ. Nhà bà Sáu cho con xin phép quay sơ chút xíu. Cậu đi việc quay dạ. Để bà Sáu nghỉ mệt chút xíu, để dạ, con dạ. Hỏi hoài bà Sáu dạ. Mệt. Đây là bà Sáu nghỉ ở đây. Dạ. Chỉ nằm vòng vòng đây thôi chứ còn không có đi đâu được xa. Ở đây xong rồi cậu ơi không có dạ. Đi đâu, lòng vòng ở trong nhà thôi. Là bà Sáu năm nay là 70 mấy tuổi, con thấy có tranh mừng thọ. Dạ, 78 tuổi. Mừng thọ đó cậu. Dạ. Đây là cô chú chị, thì nhà này thì nãy đầu video thì nông dân có quay cho cô chú chị xem là nhà đại đoàn kết thì cũng được các vị sư ủng hộ tiền để xe cất. Ở đây giờ ngoài Bi ra thì còn hai người con, một người thứ tư và một người thứ năm, người thứ ba và một người thứ tư. Bi là cháu Bi đây là con của người thứ tư. Ở đây hữu hỷ với bà nội. Bà Sáu thì cũng có con có cái cũng đầy đủ nhưng mà chẳng may hai người qua đời sớm á. Cho nên bây giờ thì một mình ở đây cô chú anh chị cũng ăn uống bây giờ cũng nấu không có được thì nhờ cái người con gái thứ ba đem cơm lại cho ăn. Thì hôm nay con tới đây trước mắt là tìm hiểu hoàn cảnh của bà Sáu cũng như chia sẻ chút xíu đôi điều về cái cuộc sống của mình. Yeah. Thì hôm nay con cũng xin phép thay mặt hai vị mạnh thường quân. Một người là ở bên Mỹ và một người ở bên Pháp. Yeah. Một người xin giấu tên đó là chị gái ở bên Pháp và một người bên Mỹ là Chích Sina Nguyễn. Yeah. Đây con gửi cho bà Sáu 1 triệu. Yeah. Đó là mỗi một người là 500 ngàn. Yeah. Tôi xin gửi lời cảm ơn
cô ở bên Pháp, cô ở bên Mỹ, quên tên, mấy thầy đều quên này. Dạ. Tôi đôi lời cảm ơn các cô đã giúp đỡ cho tôi, hoàn cảnh của tôi nghèo khổ bệnh tật. Tôi nó không có sống qua khỏi năm nay đâu. Tôi nói tôi chết là chết. Nhưng mà bà Sáu thấy trong mình sao mà mình biết mình nữa như vậy? Chú ơi, bây giờ bệnh phổi, bệnh đồ thì bớt rồi, mà có cái bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh? Ừ, thần kinh bây giờ đụng tới như là nó đau, nó gô hết trơn trời vậy nè. Dạ. Chịu không nổi. Nó đụng tới là nó gô hết trơn, nó gô rồi là nước mắt nó tuôn, tuôn, tuôn ra hoài vậy nè. Dạ. Bởi mình cứ lạc quan lên đi, ngày nào còn sức khỏe thì mình cứ sống thôi, chứ mình đừng có nghĩ chết hoài như vậy. Tôi không sống đâu cậu ơi, cái bệnh này tôi thấy không có sống nổi đâu. Thì còn được ngày nào thì mình cứ vui vẻ lạc quan ngày đó thôi bà. Dạ. Cháu thôi. Nói gì thì con cháu nó nghe nó buồn. Dạ. Cháu tôi nó con tội nghiệp, nó bữa nào cũng thắp nhang cầu nguyện cúng lại. Rồi đọc kinh. Dạ. Tôi hồi cái năm cái thằng nó nhà 16 nó mất theo, ai cũng nói nó mất theo Phật. Mấy ngày 10 mất ngày 19 18 tháng 5 đó. Dạ. Rồi tôi ông sư ở chùa Bửu Thọ, ông qua ông tụng kinh rồi kia cho nó. Rồi ông cho cúng kinh Địa Tạng, rồi tôi mới đọc kinh. Ông biểu đọc kinh đó là cầu siêu cho nó. Rồi tôi thấy cái tôi nghe đọc kinh mà tôi nghe cái ông Địa Tạng, ông cuộc đời của ông khổ quá. Tôi đi thỉnh cái bức tranh này nè, tranh Địa Tạng. Dạ, tôi thỉnh bức tranh rồi về cái tôi thiêu bức tranh này tới 3 tháng mới rồi đó. Dạ. À, lúc đó thì bà Sáu còn khỏe hả? Khỏe. Cũng tai bị tai biến nhưng mà đừng còn ngồi đi lưa tới đi lui rồi được. Tôi thiêu tới 1-2 giờ đêm vậy. Dạ. Tôi thiêu rồi tôi đi thỉnh, đi lưa cháu tôi nó đi đóng khung này kia. Cái bức tranh này có 170 nhưng mà cái khung tới 390. Dạ. Rồi về. Khung mắt hơn. Dạ, khung mắt hơn. Rồi tôi mới về cho con tôi nó, con tôi nó mới thưởng lên nó thờ, cho tôi thờ. Rồi bây giờ từ hồi năm rồi tới giờ, tháng 9 năm rồi tới giờ tôi bệnh rồi, tôi không có nó mần gì được hết đó cậu. Tôi không có đọc kinh đâu gì được, tôi chỉ niệm Phật không à. Lúc mà chưa bệnh đó là bà Sáu có làm công việc gì không? Hồi chưa bệnh thì bị tai biến, nó ai mướn mặn gì. Yeah, lúc trước chưa bị tai biến luôn á. Rồi lúc trước có mặn dữ lắm thôi. Yeah. Cậu hỏi bên sông ai cũng thương tôi chân. Yeah. Bên sông ai cũng thương tôi chân, và tôi mặn giỏi dữ lắm, tôi mặn ai cũng thích hết trơn á. Dạ thôi bây giờ thì tuổi cao rồi, bây giờ thì mình cũng cố gắng lạc quan, sống tốt với con cháu để chứ mình cứ nói năm nay chết rồi làm cháu làm bi như nè, nó cũng buồn. Như bà thì có một người bà thì nó chắc nó cũng yêu quý yêu mến bà lắm nên nó đi đi chùa đi cầu nguyện cho bà được khỏe mạnh. Nhờ cậu quay gửi về bển, gửi cho mấy các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm rồi. Có thương tôi giúp đỡ cho tôi là mua thuốc uống như này. Thuốc còn biết không, mua 190.000 thì uống được 5 ngày. Đó là thuốc gì bà Sáu? Dạ thuốc chị sáng chó là với chị hở quanh tim. Bệnh nhiều bệnh quá. Hở quanh tim rồi mua lần hai một hộp hở quanh tim rồi một hộp huyết áp nữa. Dạ. Bị cao huyết áp nữa. Dạ. Như cho chú hỏi Bi chút xíu nha. Nhưng mà con thấy bà nội nè, yếu rồi bà nội nói hết năm nay chết gì con như thế nào? Buồn. Buồn là sao? Bi nội đừng có chết, đừng nói gì đừng nó tự chết. Đúng rồi, gắng ở bên đó, động viên bà nội đó, mình không có nói cái từ đó nữa. Mình phải lạc quan lên, thì nói gì cũng hai bà cháu nương tựa nhau. Thì nói con cũng đi chùa đi miếu rồi con cầu nguyện cho bà nội được sống lâu gì đó, bà nội cũng cố gắng.
chứ không có kiểu như là bi quan như vậy. Nãy là con đi là con chỉ cầu đi chùa đó, là nãy chưa gặp chú ở chùa, ở miếu đó là chỉ cầu nguyện cho bà nội thôi. Có cầu gì cho bản thân mình không? Cầu nội. Vậy con gái thì sao? Gái cho bà nội hết bệnh, đừng có bệnh nữa. Nói chung là cũng một người cháu có hiếu của cô chú anh chị. À, nãy nông dân không có biết rõ cái là cháu Bi đây là đi để cầu cho bà nội như vậy, chứ thật sự nông dân mà biết hoàn cảnh gì nãy nông dân quay một đoạn cho cô chú anh chị xem. Tại vì mình cũng lịch sự thì thấy một cái người như vậy á, mình cầm máy mình quay á, thì lỡ mà có cha mẹ đó thì ta cũng không hài lòng. Thế là mình cũng không có biết được, khi hỏi thăm vòng vòng thì mới biết là Bi đi một mình. Dạ thôi, con cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn hai Mạnh Thường Quân, là chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Pháp, và một em gái cũng tên là Christina. Cảm ơn em gái và chị rất là nhiều. Dạ chúc cho bà Sáu luôn luôn nhiều sức khỏe nha. Rồi chú chào con nghe Bi. Chúc cháu luôn luôn mạnh tay khỏe chân để đi chùa thường xuyên để cầu nguyện cho bà nội. Tôi cũng xin mà gửi lời chúc cho hai con dồi dào sức khỏe, nhà bằng ăn phát đạt. Hai cô bên ở ngoài nước ngoài đó. Như dạ. Tôi cũng gửi lời, tôi cũng xin chúc cho cậu dồi dào sức khỏe, bằng ăn phát đạt nha. Dạ, dạ rồi con cảm ơn bà Sáu nha. Dạ, dạ con chào bà Sáu nha. Dạ. Dạ chú chào con nghe Bi. Nãy giờ nông dân cũng chia sẻ của chú anh chị, đây là hoàn cảnh của bà Sáu. Nhà bà Sáu thì cũng theo đạo đạo Phật, cũng thờ rất là nhiều. Nhưng mà cũng hai người con thì chẳng may mãn phần sớm, bà Sáu ở một mình. Có Bi là ở đây ngày đêm kề cận bên bà nội. Nói chung thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh của chú anh chị thì cũng không biết sao mà nói bây giờ. Nông dân hôm nay cũng một cái căn duyên, như nãy giờ nông dân cũng chia sẻ là nông dân đi miếu thì vô tình gặp Bi đang cúng bái ở miếu, thì nông dân hỏi thăm vòng vòng mới biết Bi là để đi để cúng nguyện cho bà nội được mau hết bệnh. Thì video hôm nay thì nông dân cũng chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm cũng như theo dõi kênh Nông Dân Miền Tây Vlog. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có một buổi tối bình an vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại các chú anh chị.